Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mình. Mình là Nhân của Fansico. Trong cái video ngày hôm nay, Nhân sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn là một cốt vật hoàn toàn gọi là theo Nhân là Nhân mới trải nghiệm được từ một ông anh trong câu lạc bộ, đó là chính là cây vợt DHSBG9. Đây là một cốt vợt thuần 7 lớp gỗ thì dành cho tất cả các bạn là kiểm soát. Thì trong này là Nhân sẽ review cây vợt là BG9 giá 800.000 và hai mặt vợt Hesser Duro mỗi mặt 700.000 các bạn nhé. Đầu tiên thì Nhân cầm cái cây vợt này lên, nó đầu tiên Nhân rất là ưng là vì là cầm nó rất là vừa tay. Rồi về cái hình dáng thì nó cũng khá đẹp, là nó kết hợp giữa màu xám và có màu xanh dương ở trên đây, nhìn rất là ngầu các bạn. Là một cây vợt của hãng DHS, là một hãng lớn tại Trung Quốc. Đây, đầu tiên Nhân sẽ test về bên phải nhé. Đây, Nhân sẽ đánh đều. Rồi, cảm giác là Nhân thấy là ok. Tại vì cây nào Nhân đánh đều cũng ngon như cây nào hết, nhưng phải giật Nhân mới cảm giác được. Chuli. Rồi, Nhân cảm giác là đầu tiên á mà về giật á là Nhân thấy cảm giác rất là ok, rất là ngon luôn các bạn. Cảm giác là giật là nó bám xoáy dòng cung qua bàn nó cũng dễ. Vì cây giật này Nhân thích hợp là nghĩa là các bạn mới bắt đầu tập chơi thì nên sử dụng cái cốt vợt gọi là thuần gỗ. Thì nó sẽ cảm nhận được, là các bạn cảm nhận được là khi mà giật á là các bạn cái bóng nó dính vào cái mặt vợt của bạn để cho các bạn vuốt xéo lên để tạo cái dòng cung, tạo cái ma sát. Thì dòng cung bóng qua rất là xoáy và rất là cảm giác luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Rất là ngon luôn. Đây, Nhân sẽ test qua tới bên trái. Thì đẩy đều thì khỏi phải nói rồi. Cây vợt nào cũng ngon như cây vợt nào, chính xác là vậy. Này thì tua mới biết được. Đây, Nhân né chưa? Quá xuất sắc các bạn ơi. Rồi, bây giờ Nhân sẽ test về cái khả năng gọi là gò bóng xí xuống và giật bóng xí xuống nha. Thì Nhân sẽ cho tất cả các bạn là một cái trải nghiệm về cái giật này. Đây. Gò thì rất là bám xoáy. Dòng cung qua bàn thì nó thấp, rất là dễ tạo xoáy nè, nhấn nặng là nó ra xoáy nè, nhiều. Rồi, giật xí xuống. Đấy, tạo xoáy rất là xoáy luôn á các bạn. Bây giờ Nhân sẽ test xem khả năng phòng thủ nha. Rồi, anh Nhân sẽ giật mỗi bên hai quả cho Nhân chặn cho các bạn xem. Đấy, rất là vừa tay, rất là đều tay, rất là dễ chụp luôn các bạn, cứ đụng nhẹ cho nó vào à. Đấy, rất là dễ chụp. Sau vài phút review về cây vợt thuần gỗ BG9 này với kết hợp với hai mặt Hesser Duro thì Nhân thấy là một cái rất là ok, rất là Nhân rất là thích, đó là sự cảm giác của cây này, đặc biệt là trong khâu phòng thủ rất là ngon luôn. Tại vì nó thuần gỗ, cảm giác là khi mà đối phương giật vào á, các bạn cảm giác là cây vợt nó lúng vô vợt của các bạn, xong rồi các bạn đẩy nhẹ ra. Và cây vợt này nha, đánh rất là cảm giác vô tay nó sướng lắm. Rồi giật tăng xoáy này kia cảm giác rất là tốt. Nhưng mà bù lại là khi mà các bạn giật á mà kiểu như là quá mạnh, lực quá nhiều á thì không để ý nhiều vào cái độ ma sát của cây vợt á thì nó dễ bị rút lưới. Thì theo Nhân á là những cái cây vợt thuần gỗ như thế này á thì các bạn nên đánh với những cái mặt vợt gọi là trung bình cứng. Ví dụ như là Hesser Duro hoặc là Neferlet 48 khoảng 600.000, còn nếu mà dòng cao cấp thì có thể là Nexus 48 hoặc là MXB hoặc là V47 vân vân. Đó, thì những cái mặt vợt trung bình cứng thì nó sẽ phù hợp hơn đối với cây này, vì cây này cảm giác rất là tốt luôn. Nó chỉ thiếu cái độ đột biến của cái mặt vợt để cho tạo một cái xoáy rất là lớn để cho đối phương gọi là bất ngờ. Các bạn thấy video clip của Nhân hay và ích thì xin một like, một dislike hoặc là một lượt comment, một lượt đăng ký kênh hoặc là bất cứ thứ gì cũng được, miễn là các bạn nhớ cho Nhân để cho Nhân tạo một động lực lớn để ra những cái video sau càng ngày nó càng hoàn thiện hơn. Các bạn cần
Nhân tư vấn nhân review về combo có vật gì thì hãy comment ở phía dưới. Nhân sẽ cố gắng đi ra câu lạc bộ mượn ai đó có cây vật giống như mà các bạn yêu cầu thì nhân về nhân làm review cho trải nghiệm cho tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của nhân nha.